Xin chào các bạn, lại được gặp các bạn trên kênh YouTube của mình. Đã sang tháng thứ hai rồi các bạn ơi, chúc các bạn sức khỏe và luôn luôn bình an. Hôm nay mình sẽ bổ sung cho các bạn đầy đủ tuyến đường T2 là đường kết nối vào sân bay Long Thành đang trong quá trình thi công. Hình ảnh các bạn đang xem đây là phía T2 sẽ giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo bản thiết kế thì trục đường T2 có chiều dài là 3,5 km, có 4 làn xe cùng với T1 sẽ thi công trong 2 năm rưỡi. Một đầu của T2 sẽ giao với T1 và một đầu sẽ giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Phía giao với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, trục T2 sẽ đi qua vùng đất sình lầy, trũng yếu. Do tuyến đường đi ngang qua một con đập dự trữ nước có tên là Thái Lạc của xã Long An, huyện Long Thành. Vì thế sẽ làm chậm tiến độ thi công của nhà thầu. Đây là vị trí đường T2 sẽ giao với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tại vị trí này sẽ có một nút giao chắc chắn phải lớn hơn nút giao của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Vì thêm một cái tuyến đường là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cũng đi qua khu vực này. Bây giờ mình sẽ di chuyển từ phía giao với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho tới phần thi công kết nối với lại trục T1. Như hình ảnh các bạn đang xem, đây là phía đầu của T2. Và trước mặt các bạn, đây là hình ảnh một cái đập nước mà cái tuyến đường T2 đi ngang qua. Ở cái vị trí này thì nhà thầu đang đúc được những cái trụ của cái cầu vượt qua đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đây các bạn. Các bạn thân mến, những hình ảnh mà mình gửi cho các bạn đang xem, tất cả là những hình ảnh mình đã phải tới tận vị trí trực tiếp như thế này để quay cho các bạn coi. Cái kênh của mình là cái kênh thường là quay những hình ảnh trực tiếp. Mình đã tới tận hiện trường để quay. Như hình ảnh các bạn đang xem là mình đang di chuyển từ phía giao với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây về phía sân bay Long Thành. Như hình ảnh các bạn quan sát thì khi mình đi ở phía dưới ấy, thì cái phần đường đang thi công này rất là rộng các bạn. Có 4 làn xe mà không biết là mình cũng chưa rõ được mà mỗi làn xe là bao nhiêu, nhưng mà cái chiều ngang của cái mặt đường này rộng kinh khủng. Gần như là hai làn đường cao tốc chập lại một. Ở đây thì cái đường T2 này nó đi ngang qua một cái đường liên ấp của Long An. Nhà thầu đang thi công cái hầm chui. Hướng này là mình sẽ đi ra phía quốc lộ 51 đây các bạn. Đây là cái đường liên ấp thuộc ấp 3 xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo mình quan sát thì hình như là vẫn còn
một vài cái ngôi nhà ở trong cái vị trí này vẫn chưa được giải tỏa. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi cái hầm chui qua cái đường dân sinh của trục đường T2 đi ngang qua. Đấy, còn khá là nhiều, 4-5 cái ngôi nhà, 1, 2, 3, 4, khoảng 7-8 cái ngôi nhà nữa vẫn còn nằm trong phần thi công của trục đường T2. Nhiều lắm các bạn ơi, còn rất là nhiều. Mình cứ tưởng là khoảng cái chừng 6-7 căn nhưng mà chắc cũng phải là chục căn các bạn. Các bạn đang xem mình di chuyển từ đường T2 của sân bay Long Thành theo hướng di chuyển từ phía cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để đi vào sân bay. Phía xa kia các bạn cũng có thể là thấy là cái tháp của cái chùa Quốc Ân Khải Tường kia các bạn. Đây là những ngôi nhà đã được giải tỏa rồi các bạn, nhưng mà chưa có đập phá ra. Mình đi ở phía dưới thì mình thấy là tất cả những cái khung cửa rồi những cái phần nào mà còn sử dụng lại được thì người dân đã đục ra và mang đi hết rồi. Đây, từ cái phía mà từ những cái ngôi nhà đã giải tỏa cho tới mép của cái đường T2 từ bên phía giao với lại T1 trở ra. Mình theo như là mình bay trên Flycam thì nó khoảng cái chừng hơn 1 cây số nữa là có lẽ là vẫn còn đang trong cái diện chờ để đền bù. Đó, như hình ảnh các bạn đang xem là mình đang di chuyển giật trở lại từ phía T2 đang thi công phần giao với lại T1, quay trở lại hướng về phía cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đây các bạn. Các bạn thân mến, như vậy mình đã quay đầy đủ tuyến T2 đi vào sân bay Long Thành. Mặc dù hai video không gần nhau vì mình tìm ra T2 phía cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sau này. Hy vọng là mình cập nhật đầy đủ kịp thời cho các bạn quan tâm theo dõi siêu dự án sân bay Long Thành. Rất mong sự chia sẻ ủng hộ từ các bạn để mình có động lực quay tiếp những video sau này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.